Chào mừng các bạn đến với điểm tin chuyển nhượng ngày 4 tháng 8 của K Cộng Sport. Ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng điểm qua những thông tin hot nhất trong 24 giờ qua. Manchester United muốn có 25 triệu bảng mới bán Van de Beek cho Real Sociedad. Huấn luyện viên Erik ten Hag đang tìm cách bán bớt cầu thủ ở hàng tiền vệ trước khi ký hợp đồng với Sofyan Amrabat, cầu thủ đã chơi rất hay ở World Cup vừa qua. Bournemouth đã đạt được thỏa thuận với Fiorentina về việc ký hợp đồng với tiền vệ Castrovilli. Báo chí cho biết, đội bóng tại ngoại hạng Anh sẽ phải trả 12 triệu euro cộng với 2 triệu euro phụ phí. Castrovilli là một tiền vệ box-to-box thú vị, chủ yếu hoạt động ở vị trí số 8. Cầu thủ này có thể đến Anh trong tuần này để hoàn thành kiểm tra y tế và hoàn thiện các điều khoản cá nhân. Castrovilli, 26 tuổi, đã có 26 lần ra sân mùa trước và góp phần giúp cho Fiorentina kết thúc ở vị trí thứ 8 tại Serie A. Một số câu lạc bộ Premier League quan tâm đến cầu thủ chạy cánh của Leeds United, Somerville. Cầu thủ 21 tuổi vẫn còn 3 năm trong hợp đồng với đội chủ sân Elland Road. Somerville gia nhập Leeds từ Feyenoord với giá 1,3 triệu bảng vào năm 2020. Brighton hy vọng Moises Caicedo sẽ ở lại câu lạc bộ khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Không có câu lạc bộ nào đạt được mức định giá 100 triệu bảng của Mòng Biển và đội bóng này nghĩ rằng tình hình sẽ khó lòng thay đổi. Hôm qua, một câu lạc bộ giấu tên đã tiếp cận Brighton với một thỏa thuận tiềm năng cho tiền vệ này. Trong khi đó, lời đề nghị mới nhất trị giá 80 triệu bảng của Chelsea ngay lập tức bị từ chối. Nhiều nguồn tin cho biết, The Blues sẽ trở lại bàn đàm phán với một mức giá cao hơn. Newcastle đã đạt được thỏa thuận với Southampton để ký hợp đồng với hậu vệ Livramento. Đội bóng của huấn luyện viên Eddie Howe sẽ trả khoản phí ban đầu là 32 triệu bảng, cộng với 8 triệu bảng phụ phí mới có được sự phục vụ của cựu cầu thủ Chelsea. Livramento sẽ giúp Newcastle có chiều sâu đội hình tốt hơn trước khi chích chòe bước vào mùa giải mới với nhiều đấu trường sẽ tham dự, trong đó có giải đấu Champions League. Tottenham đang đàm phán với Rosario Central về việc mua tiền đạo Argentina Alejo Velis. Cầu thủ trẻ tài năng này đã ghi 3 bàn sau 4 trận cho Argentina ở U20 World Cup vừa qua. Các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp và cầu thủ này rất muốn ra đi đến một câu lạc bộ lớn hơn như Spurs để phát triển tài năng của mình. Arsenal đã đưa ra lời đề nghị trị giá tới 23 triệu bảng cho thủ môn David Rea của Brentford, trong đó bao gồm 20 triệu bảng trả trước và 3 triệu bảng phụ phí tùy thuộc vào thành tích của người gác đền này tại đội bóng Bắc London. Rea được cho là đã nói với Brentford rằng muốn ra đi. Bầy ong cũng đã có phương án chuẩn bị khi đã ký hợp đồng với Mark Flecken. Về phía Arsenal, đội bóng này muốn có thêm một thủ môn chất lượng để có thể tăng cường sự cạnh tranh cũng như thúc đẩy Aaron Ramsdale phát triển. Dù chỉ mới tái ký hợp đồng với Fulham trong vài ngày trước đó, nhưng phía Willian lại bất ngờ bày tỏ mong muốn chuyển đến Ả Rập Xê Út thi đấu trong màu áo Al Sabab. Cầu thủ người Brazil thậm chí còn liên hệ với ban lãnh đạo Fulham và huấn luyện viên trưởng Marco Silva để tìm cách ra đi. Dù vậy, dường như thương vụ này sẽ khó xảy ra bởi Willian là mảnh ghép quan trọng trong đội hình. Fulham sẽ tìm cách thuyết phục anh ở lại. Manuel Lanzini đã trở lại River Plate sau khi rời West Ham. Tuyển thủ Argentina bắt đầu sự nghiệp của mình với River khi ra mắt gã khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ ở tuổi 17. Lanzini đã trải qua 8 mùa giải gần nhất với West Ham và đã chơi hơn 200 lần cho đội bóng ở Premier League. Theo Sport, Barcelona đã từ chối cơ hội mang Neymar trở lại dưới dạng cho mượn như một phần của việc Ousmane Dembele chuyển đến Paris Saint-Germain. Huấn luyện viên Xavi, một đồng đội cũ của Neymar tại sân Camp Nou, được cho là cảm thấy cầu thủ người Brazil không phù hợp với đội hình của mình, bất chấp cầu thủ 31 tuổi có nhiều phẩm chất hàng đầu thế giới. Jerry Mina sẽ có cuộc kiểm tra y tế vào ngày mai trước khi chuyển đến Fiorentina, theo Sky ở Ý. Trung vệ người Colombia dự kiến sẽ tới Italia trong hôm nay để chuẩn bị các thủ tục cần thiết. Jerry Mina rời Everton theo dạng chuyển nhượng tự do sau 5 mùa giải khoác áo câu lạc bộ đang chơi tại Premier League. Paris Saint-Germain sắp sửa có được chữ ký của tiền đạo Gonçalo Ramos từ Benfica với giá 68,9 triệu bảng. Đội bóng nước Pháp sẽ phải trả cho câu lạc bộ của Bồ Đào Nha 56 triệu bảng cộng với 12,9 triệu bảng phụ phí. Ramos năm nay 22 tuổi đã ghi 27 bàn cho Benfica mùa trước. Paris Saint-Germain
đã chuyển hướng muốn chiêu mộ chân sút này sau khi thất bại trong việc ký hợp đồng với các mục tiêu như Harry Kane và Rasmus Højlund. Bên cạnh đó, Paris Saint-Germain cũng hoàn tất việc chiêu mộ Ousmane Dembélé từ Barcelona. Paris Saint-Germain phải trả cho Barca 50 triệu euro để sở hữu người và dự kiến bản hợp đồng giữa đôi bên sẽ kéo dài đến tháng 6 năm 2028. Hậu vệ Caleta của Southampton đã gia nhập đội bóng đang thi đấu tại Ligue 1, Lyon theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Cầu thủ 26 tuổi này đã có 19 lần ra sân trên mọi đấu trường cho giờ xanh ở mùa giải trước, sau khi gia nhập đội bóng nước Anh vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Nhưng việc Southampton bị xuống hạng đã khiến Caleta muốn rời đi và giờ thì anh đã đạt được mong ước của mình. AC Milan đang quan tâm đến trung vệ Clément Lenglet của Barcelona. Theo La Gazzetta dello Sport, tuyển thủ người Pháp đã trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Spurs và Barca giờ đây muốn bán đứt anh. Trong lúc Spurs đang chần chừ, thì AC Milan muốn nhảy vào và đội bóng nước Ý đang chiếm ưu thế trong việc giành được chữ ký của Lenglet. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin chuyển nhượng ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào những ngày tiếp theo.